Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng thần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình này được thâu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. A Di Đà Phật. Và giờ đây, Việt Tường xin kính giới thiệu đến quý vị một vị thầy luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường hội Phật pháp. Đó là Thượng Tọa Thích Huyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cung kính thầy có lời chào quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chào Nhật Tường. Kính chúc đại chúng có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều lợi lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, Nhật Tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe, tâm an, và mỗi lần theo chương trình Vấn Đáp Phật Pháp, quý vị luôn có những thời gian an lạc, và được hơn nữa, quý vị có thể khởi tâm cùng với Nhật Tường chúng ta sinh hoạt trong buổi Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Chào kính thưa quý vị, chương trình luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại của chúng ta, và hy vọng qua những đề tài này, đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng tăng trưởng hơn, và chúng ta một phần nào tinh tấn tu tập nhiều hơn. Hôm nay chương trình xin kính giới thiệu đến quý vị cũng trong kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề là mưa. Hy vọng qua đề tài này, chúng ta thấm nhuần những lời dạy quý báu của Đức Phật để truyền lại cho chúng ta. Giờ đây, nhiệt tình kính mời quý vị khởi tâm, lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của Thượng Tọa Thích Huyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là được. Giờ đây chúng con thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường có vài lời giới thiệu cùng với đại chúng. Giờ đây xin mời các vị chúng ta trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp theo kinh văn kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề mưa. Chúng ta thấy một vị thiên thần đến với Đức Thế Tôn sau khi đến lễ ngài xong, và vị thiên thần này hỏi những câu như sau: vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, vật gì thường bộ hành, vật gì thuyết tối thượng. Chúng ta hãy thử tìm kiếm ở trong trí não mình xem có lời giải đáp nào khi nghe ai hỏi những câu như vậy hay không. Vật gì được mọc lên được gọi là mọc lên tối thượng? Ở trên thế gian này, trên mặt đất này, có cái món nào, vật nào, có cái hạt giống nào mà được mọc lên mà xem đó là mọc lên tối thượng? Chẳng hạn như là chiên đàn hải ngạn, là trầm hương, hay là cái gì mọc lên là mọc lên tối thượng? Hoặc là chư thiên mọc lên vị cam lộ là tối thượng? Còn cái gì rơi xuống là rơi xuống tối thượng? Và tiếp theo nữa, vật gì thường bộ hành, tức là cái vật gì mà cứ đi mãi, đi bộ mãi? Và vật gì thì nói ra cái từ miệng của cái vật đó, từ gì, từ cái âm vang của vật đó mà thuyết ra, nói ra, nó được gọi là tối thượng? Chúng ta hiểu như thế nào về câu hỏi đó, và chúng ta hãy tìm một câu giải đáp. Có lẽ rằng trong lúc này đến với Đức Thế Tôn không phải một vị thiên thần mà có nhiều vị. Thành ra có một người hối như vậy, một vị thiên thần hối như thế, thì có một vị thiên thần ở bên cạnh có lẽ cũng nói hớt cái này, giống như là hối Phật, nhưng mà vị này thì nghe có lẽ rằng ta nghĩ rằng ta biết trọn vẹn, cho nên vị này mới nói liền giải thích thay cho Đức Phật. Và vị này nói như sau: hạt giống được mọc lên là mọc lên tối thượng, cơn mưa được rơi xuống là rơi xuống tối thượng. Con bò thì thường bộ hành, và con trai nói ra cái lời gì cũng là tối thượng. Thì thưa vị á, chúng ta thấy một vị thiên thần có lẽ rằng ngài nhờ cái phước báo hành thiện cho nên được sinh thiên, hoặc là thực tập một ít cái thiền định trú tâm cho nên thức tâm nó bay bổng nhẹ nhàng, thành ra thân hoại mạng chung á, hướng lấy một cái kiếp tái sanh chư thiên. Nhưng rõ ràng kiến giải của họ không phải là chánh lý, phải không thưa quý vị? Không đạt được chánh lý. Chúng ta nghe như thế thấy có gì đó không ổn. Vật gì rơi xuống, ông ta nói rằng hạt giống rơi xuống là hạt giống được mọc lên là tối thượng. Nhưng bất cứ hạt giống gì mọc lên
mọc lên là đem cho người ta sự sống, sự no đủ. Đây là ảnh hưởng ở trong cái nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Có lẽ rằng vị thiên thần này cũng là một chúng sinh phàm phu như chúng ta ở tại Ấn Độ, và ông ta có thể là một cái người làm nông, ông ta trồng cây, cho nên á, ông ta có cái nghiệp là thấy rằng hạt giống mọc lên là mọc lên tối thượng, rồi cơn mưa rơi xuống, tức là mỗi khi cơn mưa mà rơi xuống á, thì muôn hoa cây lá cũng nhờ đó mà đâm chồi nảy lộc, mà sinh trưởng mạnh mẽ. Rồi ông ta nói rằng cái con bò nó cứ đi mãi à, nó không có chịu ngừng, nó cứ đi hoài, nó đi đi đông đi tây, nó ăn rồi nó đi vậy đó. Cho nên ông ta nói rằng con bò là thường bộ hành, tức là thường đi bộ là con bò. Và mình thấy lạ, tự nhiên mình thấy lạ, con bò nó đi bộ, con trâu có đi hay không, con ngựa nó có đi hay không, hoặc là những cái con mà bốn chân khác có đi hay không, thậm chí con người có đi hay không. Nhưng ông ta lại nêu ra rằng là con bò thì lại thường bộ hành, còn những con khác thì nằm, con bò đi nhiều hơn. Còn con trai thì thuyết tối thượng, như vậy thì con gái có thuyết tối thượng hay không, hoặc là có phải tất cả những con trai đều nói ra cái lời chân chính hay không. Cho nên đó, chúng ta thấy vị thiên thần này có lẽ là không có đầy đủ chánh kiến rồi. Và chúng ta thấy Thế Tôn trả lời như sau. Ngài nói rằng á, huệ minh được mọc lên là mọc lên tối thượng, tức là ánh sáng trí tuệ như mặt trời tỏa dịu ở trong tâm, và trong tâm chúng ta xuất hiện ánh sáng trí tuệ, đây chính là sự mọc lên tối thượng. Quả thật nếu như không có trí tuệ, chúng ta sẽ tự gây ra những điều lầm lỗi và chôn vùi cuộc sống mình ở trong luân hồi. Đôi khi chúng ta nói một số lời, một số cái ý nghĩa mà nó đem đến sự tổn hại cho người khác nhưng mình chẳng biết. Ví dụ như là người ta có cái tâm muốn xả thí cúng dường, nhưng mà mình bàn tán làm sao đó để cho người ta không có thực hiện cái tâm cúng dường này. Như vậy mình làm mất đi cái hạt giống bố thí, cái phước bố thí của người nghe kia. Tất nhiên là khi người ta, người nào có chánh trí thì họ không có bị ảnh hưởng. Nhưng một số người thì cái chánh trí của họ không đủ, hoặc là tâm của họ chưa có đủ vững, đủ có trú được ở trong cái pháp bố thí. Cho nên khi mà nghe ai đó nói ở chỗ đó, chỗ kia không tốt, không tốt, không nên bố thí như vậy, thì tự nhiên là mình sẽ ngừng lại. Ngày xưa chúng tôi làm việc bố thí, cũng có rất nhiều người nói là ông thầy ham danh, cho nên đi cho người này người kia, để cho người ta nói rằng ông thầy này tốt lành. Rồi họ còn nói rằng là đừng có cho ông thầy, cho ông rồi, ông đem ông cho người khác. Ông đem cho người khác thì ông giống như là gì? Là lấy của đình mà làm ơn cho miễu, tâm như vậy không có tốt. À, thì thưa quý vị, có một số người bị ảnh hưởng và nghĩ ồ như vậy thì không tốt, đúng rồi, cho nên mình không có cho. Chỉ bằng tự mình đi cho. Mà đã chắc gì mình tự đi cho hay không? À, như vậy thưa quý vị, có những cái điều mà trí tuệ nó khởi lên thì đem đến bình an. Nhưng có những cái gì? Có gì cái gì mà nó rơi xuống trong tâm chúng ta thì làm cho chúng ta bị gì? Làm cho chúng ta bị rơi xuống, mà rơi xuống sâu nhất, đó chính là vô minh. Thành ra hai sắc thái. Sắc thái thứ nhất là trí tuệ mọc lên trong tâm, và bóng tối vô minh phủ xuống tâm của chúng ta. Nếu như bóng ánh sáng trí tuệ mà mọc lên, càng mọc lên và càng thắp sáng trong tâm chúng ta rực rỡ chừng nào, thì cảnh giới chứng ngộ giải thoát của chúng ta càng sâu chừng đó. Còn nếu như mà bóng tối vô minh tràn lấp lên tâm của chúng ta, thì chúng ta biết rằng ở trong bóng tối đó bao nhiêu cái ác hành nó sẽ sinh ra và nó chôn vùi cuộc sống chúng ta sâu ở trong địa ngục. Chúng tôi thường thưa với các Phật tử như thế này. Chúng ta đi học là chúng ta học cái gì? Học pháp giải thoát. Chúng ta học pháp giải thoát thì chúng ta thành tựu tâm giải thoát. Còn nếu như chúng ta học cái kỹ năng phân biệt, kiến giải phân biệt, thì chúng ta thành tựu kỹ năng phân biệt. Chúng ta thành tựu kỹ năng phân biệt không hẳn chúng ta thành tựu pháp giải thoát và tâm giải thoát. Cho nên có những tình huống xảy ra, một người có nhiều kỹ năng phân biệt thì người ta chỉ có khả năng phân tích đúng sai phải trái và dẫn tới kết án. Nhưng một người học cái pháp giải thoát, họ sẽ biết nói làm sao
thực tập làm sao, hướng dẫn làm sao để cho mọi người ra khỏi phiền não. Đây là điểm khác nhau giữa người biết tu biết học và không biết tu không biết học. Ngay cả tu sĩ có nhiều vị xuất gia học đạo đã lâu, thông thạo tam tạng nhưng chưa hẳn gì đạt được sự giải thoát. Bởi vì ông ta chú tâm vào gì? Chú tâm vào kiến giải phân biệt. Còn một người có kinh nghiệm giải thoát thì người ta sẽ nỗ lực học hỏi tìm cái hướng nào để giải thoát khỏi phiền não và người ta thành tựu ý nghĩa thiện thể như Đức Thế Lai, như Đức Như Lai thành tựu. Hai ý nghĩa này khác nhau. Cho nên thưa quý vị, một vị thiên thần đưa ra cái kiến giải phân biệt theo ảnh hưởng bởi nghiệp lực của một người trồng lúa. Còn Thế Tôn thì sao? Thế Tôn chúng ta hướng tới sự giải thoát. Cho nên Ngài thấy rằng khi trong tâm chúng ta xuất hiện đầy đủ trí tuệ thì chúng ta thường giải thoát phiền não. Còn ở trong tâm chúng ta mà khi bị bóng tối vô minh phủ lấp lên thì lúc bây giờ chúng ta bị chìm sâu ở trong nghiệp lực điên đảo và do vậy đọa sâu ở trong luân hồi sanh tử. Và ở đây Thế Tôn nói, vậy thì vị thiên thần nói rằng là con bò thì thường bộ hành. Nhưng Thế Tôn nói rằng con bò bộ hành như vậy nhưng mà buổi tối nó cũng nằm ngủ nghỉ. Nó không có đi nhiều. Nó không có đi nhiều bằng gì? Bằng tinh già thường bộ hành của Đức Phật. Thế Tôn ngày xưa dạy cho chúng đệ tử của Ngài là thường bộ hành. Ít có nằm, ít có nghỉ ngơi mà thường bộ hành, thường tỏa thiền và bộ hành khắc thực. Để đem ánh sáng giác ngộ của Thế Tôn truyền trào khắp mọi nơi. Cho nên tăng già thường bộ hành. Một người tu tập mà cứ tối ngày chìm sâu ở trong ngủ nghỉ, làm sao tu tập được? Cho nên khả năng vận hành của tăng già rất là mạnh mẽ. Họ đi khắp mọi nơi. Đầu tiên đạo Phật xuất phát tại Ấn Độ, nhưng vượt qua biết bao nhiêu trở ngại trong gai. Mặc dầu đi khất thực xin từng bữa ăn, nhưng các ngài có thể đem chánh pháp của Như Lai truyền bá khắp mọi nơi. Thậm chí như bản kinh Thủ Lăng Nghiêm muốn truyền vào Trung Quốc, các ngài còn phải xé thịt của mình ra, ghi kinh lên mảnh lụa chữ nhỏ và khâu lại để qua khỏi biên ải không bị phát giác. Bởi vì bản kinh lúc bây giờ trở thành bảo vật quốc gia Ấn Độ, cấm truyền ra bên ngoài. Đây là một cái điều phi lý của thế quyền. Nhưng các ngài đem truyền bá xong rồi trở về chịu tội với thế quyền. Chúng ta thấy tâm của các ngài đem đến sự giác ngộ giải thoát. Cái tâm bộ hành này làm tất cả mọi việc lợi tha cho chúng sinh. Những điều như vậy thưa quý vị, đó chính là thường bộ hành. Còn con bò kia nó bộ hành có ý nghĩa gì đâu mà phải nhắc đến. Và ở đây những con vật khác cũng vậy, nó đi bộ đơn giản là đi bộ, đó là bản năng của nó mà thôi. Không có việc gì đáng để mình nhắc đến. Còn chúng ta thấy con trai thiết tối thượng hay sao? Nếu trong tâm chứa đầy tà kiến thì làm sao có lời nói tối thượng? Trong tâm chúng ta hở lời nói được bị chi phối bởi kiết sử phiền não, thì lời nói đó là lời nói tà kiến. Lời nói tà kiến thì làm sao gọi là tối thượng được? Thành ra chỉ có những ai dứt trừ hết tất cả tà kiến, lúc đó mới có lời nói tối thượng. Và không có ai dứt tà kiến trong sạch hơn Đức Như Lai. Cho nên Thế Tôn khẳng định một điều rằng Đức Phật nói ra cái lời gì cũng là tối thượng. Cho nên là Đức Phật thuyết tối thượng. Bài pháp rất đơn giản như vậy, nhưng Thế Tôn đã khéo léo đưa vị thiên thần này trở về với sự quy ngưỡng tăng già và thọ trì giáo pháp của Như Lai. Rất là khéo léo và rất là có ý nghĩa sâu xa thưa quý vị. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Xin mời Nhật Tường quay trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đề đầu kính tri ân thầy, là vì chúng con và khán giả đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay mà thầy đã giảng cho con nghe những lời, những ý nghĩa quý báu của lời dạy của Đức Phật đối với vị thiên thần mà đã đưa ra những câu hỏi. Giờ đây con xin phép thầy cho con thưa chuyện với khán giả chút xíu. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, hiện nay trên màn ảnh là có hai số điện thoại và hai số điện thoại là hai số điện thoại của quý vị. Cho nên Nhật Tường cùng mời quý vị, nếu được, cùng với Nhật Tường chúng ta sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay. Tại vì khi chúng ta khởi lên một cái câu hỏi nào chúng ta đặt ra, người khác nghe được người ta học,
thì mình vô hình chung mình đã tạo ra được công đức. Và cái công đức đó là những gì mình cần trong những lúc mà cuộc sống mình nó không được vững chắc. Vậy đạo Phật, cho nên Nhật Tường rất là hoan hỷ mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi Phán Đáp Phật Pháp ngày hôm nay nha. Và trong lúc chờ quý vị và đặt câu hỏi thì Nhật Tường xin được phép đặt một hai câu hỏi trước. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, câu hỏi đầu tiên của con là từ lúc mà con được có cơ duyên mà làm cái chương trình Vấn Đáp Phật Pháp và nhất là về chủ đề tương ương bộ này, kinh tương ương bộ này, thì hình như thấy là mỗi một cái chủ đề là một cái bối cảnh khác nhau, nhưng mà trong mỗi cái bối cảnh nào thì Đức Phật tùy thuận theo cái bối cảnh đó mà cũng ngài cũng ban bố giáo pháp của ngài hầu để đưa chúng sanh ly khổ đắc lạc hoặc là giác ngộ. Con thành ý thầy. Vâng, thì đúng rồi thưa quý vị, tại vì mục đích của Thế Tôn ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài chưa bao giờ làm cái gì rời khỏi mục đích hiện hữu của Ngài ở trong thế gian này. Thành ra bất cứ cho dầu xuất phát từ nơi nào, ở vị trí nào trong tâm tư của con người, Thế Tôn đều khuyến hóa và thay đổi cái nhìn của họ trở về với chánh lý giác ngộ. Do đó cho nên có nhiều đoạn kinh tán thán thật là kỳ lạ, thật là hy hữu thay Sa môn Gotama, như những gì bị ngã đổ được dựng lên trở lại, như đôi mắt sáng ở trong cuộc đời, giúp cho tất cả chúng sanh thấy được cái lẽ phải lẽ thật. Và tất cả những ai đến với Đức Thế Tôn, cho dầu ở trong trạng thái nào, sự cung kính hay là phỉ nhổ, họ sẽ ra về ở trong trạng thái hoan hỷ thành tựu, và cũng giống như một người đi vào ở trong biển báu, nhất định sẽ không bao giờ trở về với hai bàn tay không. Cho nên á, những lời tán thán như vậy không phải là dư thừa. Chúng ta càng nghe, chúng ta càng thấy thấm thía. Cũng giống như nước trăm sông ngàn rạch chảy dạo trong biển cả, nó không còn mang cái tên gọi của dòng nước đó nữa, của biển đó nữa, của dòng sông đó nữa, mà nó chỉ thuần một gọi là nước biển thôi. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Thế chúng ta trôi vào ở trong giáo pháp của Phật, chúng ta sẽ có cái sự giác ngộ như nhau. Và tất cả lời của Ngài đều là phương tiện dẫn dắt khéo léo chúng ta trở về với đạo giác ngộ. Điểm này là luôn luôn là nó hiện hữu trong lời dạy của Ngài, là một cái chân lý tất yếu, và cũng như Nhật Tương đã nêu ra. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ kính bạch thầy, sở dĩ con đặt ra câu hỏi nó như vậy thì tại vì trong mỗi một cái lời, trong mỗi một cái chủ đề đều có một cái bối cảnh của những câu hỏi, thì con lại nghĩ ra rằng là những cái bối cảnh đến những câu hỏi đó nó tượng trưng cho tâm thức của chúng sanh. Cũng giống như con nghĩ như vậy thôi, không biết có đúng hay không, tượng trưng cho tâm thức chúng sanh. Và tâm thức chúng sanh thì nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc, đủ thứ nghĩ ra hết. Nhưng mà một khi đã gặp được giáo pháp của Đức Phật thì tâm thức đó sẽ được thanh tịnh quá. Vậy đó Phật. Cái đó thì anh nghĩ nó đúng rồi. Thì chuyện nó đương nhiên, khi anh đặt ra thì có lẽ anh cũng đã hiểu nó đúng. Vấn đề ở chỗ là thưa quý vị, chúng ta hướng tới cái chỗ là những thắc mắc. Những cái điều nào mà chúng ta thấy nó bớ tắc ở trong tâm tư, là điều quan trọng. Thầy không muốn trả lời những câu hỏi mang cái tính là khi biết rồi hỏi để thầy khẳng định xác quyết chân lý. Thì thưa vị, chúng ta đều có thể thấy hiểu hết được. Cái thời gian chúng ta rất là quan trọng, kính thưa đại chúng. Và những gì Nhật Tường nói thì hoàn toàn đúng, cho nên thầy không có gì để giải thích hơn nữa. Dạ, mô Phật. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Để bước vào chủ đề thì chủ đề ở đây là khi Đức Phật dạy rằng là huệ minh được một lên là một lên tối thượng. Thì con nghe cái sau khi Đức Phật dạy hai cái lời này thì con nghĩ thì liên tưởng tới cuộc sống đời liền. Ý muốn nói rằng là cái giờ nào mà mình tiếp cận với Phật Pháp thì cái giờ đó mình gieo hạt giống trí huệ và đẩy lùi cái sự mà vô minh. Con nghĩ như vậy có đúng cái không? Cái này mình hiểu thế này này. Mình hiểu ở trong tâm của chúng ta có trí tuệ sáng láng thì lúc đó là một sự mọc lên tối thượng. Đó giống như là mặt trời trí tuệ được mọc lên. Còn nếu như bóng tối vô minh mà phủ xuống tâm, ở trong bóng tối vô minh đó, tâm nó nương gá, cho nên gọi là duyên vô minh mà có hành. Giờ thì cái gì duyên vào vô minh? Tâm chúng ta duyên vào ở trong vô minh. Trong vô minh có ba hạt giống, đó là phước, phi phước và bất động. Cho nên nó mới có hành phước, hành phi phước và hành bất động. Mà đã có hành thì duyên vào hành có gì nữa? Có thức, có danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thu, hữu, sanh, lão, tử. 12 duyên khởi sẽ hiện bày ra trước mặt của chúng ta, tạo thành một xiềng xích kim tỏa luân hồi. Đây
là cái nguyên do mà trói chặt chúng ta ở trong sanh tử khổ đau. Cho nên bản tánh vô minh thật là đáng sợ. Vậy thì làm sao để cho trí tuệ trong tâm thường thắp sáng lên, như là huệ minh đó, là ánh sáng trí tuệ trong tâm thường phát khởi. Chúng tôi gợi ý cho các vị một phương pháp như thế này. Chẳng hạn như chúng ta ngồi yên, chúng ta tạm khép mắt lại và chúng ta hít vào, thở ra. Điều này không có bận tâm tới tính chất tôn giáo, chỉ có hít vào và thở ra. Việc hít vào và thở ra đương nhiên ai cũng làm như thế. Giờ đây chúng ta hít vào và thở ra, chúng ta để ý xem hơi thở chúng ta nó chạm vào đâu ở cuối cái đoạn thở của chúng ta đó. Chẳng hạn như chúng ta thở ngắn thì nó chạm ngắn, thở dài, thở sâu nó sẽ chạm sâu. Chúng ta để ý xem hơi thở của mình chạm vào chỗ nào, thì gom tâm ý vừa giữ tâm ý mình tập trung ngang đó. Hơi thở sâu cũng vậy, cứ bám trụ vào ở trong cái điểm chạm này. Nếu như có nghe tiếng động, chúng ta chuyển cái tâm mình đến chỗ tiếng động và nhận thức rằng tiếng động, không phân tích thêm, không truy tìm thêm tiếng động từ đâu sinh và sinh như thế nào để làm gì. Sau đó trở về với điểm chạm hơi thở. Nếu như có tơ chân thì cũng di chuyển tới cái điểm tơ chân đó và nhận thức rằng tơ chân. Chỉ vậy thôi, rồi trở lại với điểm chạm của hơi thở. An trú vào trong cái điểm chạm của hơi thở như vậy. Cứ giữ tâm như vậy, thì cái tâm của mình nó thuần bằng trí tuệ, cho nên mình được biết hơi thở nó chạm từng lần một. Hít vào nó chạm là mình biết, thở ra mình biết, hít vào nó chạm nữa mình biết. Trong xuyên suốt cái thời gian đó, chúng ta đầy đủ trí tuệ. Trí tuệ được mọc lên trong tâm của chúng ta, nó luôn hiện hữu trong thời gian đó. Nếu như hơi thở ngắn, chúng ta biết rằng hơi thở ngắn và trở về với điểm chạm hơi thở, không bận lòng, sau đó không bận lòng là thở ngắn, thở dài, thở ấm, thở mát gì nữa. Chỉ có an trú vào ở trong điểm chạm của hơi thở. Và sự an trú đó được duy trì lâu ngày, thì bắt đầu tâm tư chúng ta nó giải bỏ sự chấp trước. Chúng ta biết rằng có năm kiết sử trói buộc chúng ta ở trong dục giới, và năm kiết sử trói buộc chúng ta ở trong thiên giới. Nếu như chúng ta loại bỏ năm kiết sử trong dục giới và thiên giới này, thì chúng ta đắc quả A-la-hán. Chỉ vậy thôi. Như vậy thì chúng ta cứ làm như thế, chúng ta làm hoài như thế, trí tuệ luôn thắp sáng trong tâm, cho nên nó đoạn trừ hết phiền não và đắc quả giải thoát. Kỳ diệu là ở điểm này, ở đây không có nói tới Phật, không nói tới Pháp, cũng chẳng có bàn tới Tăng, chỉ có điểm chạm hơi thở và việc của chúng ta khéo thực tập hàng ngày. Có tập hay không, có thực hiện như vậy hay không? Và các vị không tin, cứ thử làm xem đi. Sẽ thấy trong tâm chúng ta càng ngày càng sáng, càng ngày càng nhạy bén, càng ngày càng nhận thức rõ trong mọi tình huống. Như vậy thì ngang đó thôi là chúng ta đã thành tựu cái đạo giác ngộ rồi. Và như vậy thì thưa vị, trong tâm chúng ta bóng ánh sáng trí tuệ mọc lên có phải là tối thượng hay không? Nếu không tối thượng thì tại sao giúp chúng ta đạt được thánh quả A-la-hán? Còn nếu như mà bóng tối vô minh phủ lên thì sao? Tất nhiên chúng ta đi trong tâm tối. Và đi trong tâm tối thì bao nhiêu hố hầm nguy hiểm trong luân hồi sanh tử, làm sao chúng ta không có giẫm phải, không có ngã vào đó mà chịu vô số khổ đau. Do vậy cho nên rõ ràng ánh sáng trí tuệ mọc lên là mọc lên tối thượng. Còn vô minh mà rơi xuống là rơi xuống tối thượng, không có cái gì khiến chúng ta rơi sâu hơn đó nữa. Đó là những chân lý rất là tuyệt vời mà nhân đây chúng tôi xin gửi ý như vậy, các vị có thể sử dụng thử xem. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị. Dạ, chúng con kính quan thầy. Cũng một cái câu hỏi cũng trong cái đề tài đó mà bên lề xíu là có được cái chân lý tối thượng mà mọc lên như vậy, là trí huệ mọc lên là coi như là chân lý tối thượng. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như là những người bình thường, mà mình muốn được cái cuộc sống mà luôn luôn sống trên cái sự trí huệ mà bớt đi cái sự vô minh, là mình cần phải, cái yếu tố cần thiết ấy, là mình cần phải tinh tấn, phải không thầy? Phải tinh tấn. Thầy giống như có nhiều khi thầy giảng, thầy nói ở nhà mình tu tập một mình chưa chắc là được, mình phải cần về chùa để có cái nhiều, có sự hướng dẫn. cái chuyện tinh tấn á là cái chữ đúng nghĩa của Phật pháp á, nó có bốn cái loại.
tức là tinh tấn để dứt trừ những cái điều ác đã sinh ở trong tâm, cũng như là đã sinh ra việc làm. Còn tinh tấn làm sao để mà ngăn chặn không cho những cái ý nghĩ xấu xa nó khởi lên ở trong tâm chúng ta. À, rồi tinh tấn làm cho những điều thiện chưa sinh sinh ra và sinh ra rồi được tăng trưởng. Như vậy thì chúng ta làm sao trong sự tinh tấn này? À, đi chùa mà không học cái tâm giải thoát, ngược lại lại đi học cái gì? Học quá nhiều cái kiến giải phân biệt, không khéo mình trở thành gì? Kể nhiều chuyện. Cho nên đây cũng là một điểm khác nhau. Nếu chúng ta không khéo gặp mà bạn tốt, thầy hiền hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta học cái phương pháp giải thoát. Ví dụ như một cái chuyện xảy ra, một người chiêm vô một câu nói, bắt đầu lửa cháy lên. Một câu nói thôi. Hoặc là góp ý với người khác mà mình góp ý ở trong cái trạng thái an vui thanh tịnh, thì mình làm cho cái tâm người nghe mát mẻ và họ đón nhận chân lý và họ sẽ thay đổi. Còn mình góp ý mở miệng ra nói một câu thôi, cái câu đó thắp sáng lên sự tức giận ở trong lòng người nghe, thì lúc đó họ chỉ có ôm lấy cái tâm tổn thương và phản kháng, không còn trí tuệ để nhận thức cái lẽ phải trái nữa. Cho nên lời góp ý của chúng ta lúc bây giờ biến thành phản tác dụng. Như vậy thì rõ ràng á, là chúng ta thắp sáng cái gì lên, chúng ta làm cho cái gì rơi xuống là chúng ta biết rồi. Thành ra những điều nhỏ nhỏ như vậy đó thưa quý vị, rất khó thực tập, rất khó thực tập. Và chúng ta phải thực tập, chúng ta mới cảm nhận được cái điều hay của nó. Còn chúng ta chỉ nói nên không thì chưa đủ đâu. Dạ, đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ. A Di Đà Phật. Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy. À, trong cái câu kế tiếp, tăng già thường bộ hành. Thì ở đây chỉ là, câu hỏi con nói là chỉ là đơn giản là lúc xưa thì quý ngài chỉ là không có xe cho nên chỉ là bộ hành thôi. Hay là ý đây là quý ngài đi hoằng truyền chánh pháp, và khi quý ngài đi tới đâu là đem chánh pháp tới chỗ đó. Vâng, cái này cho chúng ta hiểu theo hai nghĩa. Cái nghĩa nguyên thủy ấy, thì rõ ràng ngày xưa đời sống sinh hoạt của chư tăng họ di chuyển dữ lắm. Họ di chuyển gần như là nơi nào cũng quê hương của họ. Thành ra họ không có bận lòng rằng là phải dừng chân ở chỗ nào. Chúng ta dừng lại trên quê hương của mình. Nhất là những nền văn minh nông nghiệp á, thì họ giữ cái mảnh đất, mảnh vườn. Họ an trú trong cái gốc rễ tổ tiên và họ sống lâu trong đó lắm. Còn chư tăng thì họ di chuyển khắp mọi nơi. Thế Tôn dạy không có được hai người đi chung một con đường, mà mỗi người tự đi trên con đường riêng của mình để làm lợi lạc cho chúng sinh. Những điều như vậy Thế Tôn dạy rất là rõ. Thành ra cái đời sống di chuyển bộ hành của chư tăng rất rất là lớn. Hơn thế nữa, chúng ta thấy ở trong lịch sử cái hành trình truyền bá chánh pháp, thì đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ mà chúng ta thấy sự lan tỏa của Phật giáo khắp mọi nơi. Nếu như không nhờ cái công đức mà hoàn truyền giáo pháp của Như Lai cho chúng sinh của lịch đại tổ sư chúng ta, thì làm sao ngày hôm nay chúng ta thấy được giáo pháp của Như Lai? Trong khi là một nền văn minh nông nghiệp như vậy, di chuyển qua một con đường tơ lụa mà không có gì ăn, mà đi xin cơm của người ta ăn, rồi đi theo những làng mạc, rồi chẳng hạn như là ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, ngài còn ở trên cái thuyền buôn, người ta ăn đủ thứ, người ta sinh hoạt, người ta kiếm lời, còn ngài thì chỉ có đến để mà khất thực, để mà truyền bá chánh pháp thôi. Chúng ta thấy rằng sự di chuyển trên nhiều cái phương tiện khác nhau. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta thấy chư tăng họ cũng di chuyển rất nhiều. Chư tăng di chuyển rất nhiều. Chúng ta cuộc sống nó bị trói chân một chỗ, nhưng mà chư tăng thì họ di chuyển ít có bị trói chân hơn. Cho nên sự xuất hiện của chư tăng khắp mọi nơi trên thế giới này đem đến ánh sáng giáo pháp cho Như Lai, của Như Lai cho tất cả mọi người. Tuy rằng là có người đón nhận được hoặc là không đón nhận được, đó cũng là cái nghiệp lực riêng của họ. Nhưng mà sự di chuyển của tăng đoàn là rất lớn. Chúng ta cứ hình dung là Đức Thế Tôn ngày xưa hoạt động trong Phật pháp, ngài di chuyển tới hơn 700 cây số trong cái phạm vi mà Bắc Ấn Độ đó. Gần như nơi nào cũng có bước chân của Như Lai. Chúng ta thấy cái cuộc đời di chuyển của ngài dễ sợ chưa? Chúng ta thì mắc cái này kẹt cái kia, đi chùa thì chúng ta bận cái này rộn cái nọ đi không nói. Nhưng mà Thế Tôn cũng vậy, tăng già cũng vậy. Thành ra chúng ta hiểu điều này rất đúng với chân nghĩa Đức Thế Tôn nói. Còn các con vật khác nó có di chuyển đi nữa thì đó là bản năng sinh tồn mà kiếm ăn của nó, không đáng gì để mà nhắc vào đặt ra câu hỏi hết. Cho nên là Thế Tôn lấy cái hình ảnh của tăng già bộ hành
để mà dẫn dụ ở trong giáo nghĩa này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, và chúng con kính cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, sau này mà thầy tu mà thầy có cơ duyên thầy gặp được Phật, thì thầy gửi cho con một câu hỏi, là thầy hỏi rằng là tâm gì được khởi lên là tâm tối thượng. A Di Đà Phật. Và đây chúng con thỉnh thầy cho con lời đúc kết của cái chủ đề này trước khi bước sang cái chủ đề kế tiếp. Dạ, kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta là chủ đề chánh kiến và gì hả? Là nghiệp nó giữ trong tâm của chúng ta. Chẳng hạn như là chánh kiến nó được hiện hữu bởi ánh sáng trí tuệ. Còn nghiệp lực nó sẽ sinh ra bởi cái bóng tối của vô minh. Hai cái điểm này chúng ta cần phải lưu ý. Hễ nơi nào có sự xuất hiện của ánh sáng trí tuệ thì nơi đó có hạnh phúc giải thoát. Còn nơi nào mà bị bóng tối vô minh phủ lấp thì nơi đó sẽ bị tham sân si chế ngự. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực thắp sáng ánh sáng trí tuệ Bát Nhã và loại trừ bóng tối vô minh của chúng ta ra khỏi tâm của mình. Đó chính là một lối sống tối thượng. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, giờ đây chúng con thỉnh thầy bước sang chủ đề kế tiếp, là chủ đề khủng bố. Dạ, kính thưa quý vị, trong chủ đề khủng bố này á, thì chúng ta thấy có mấy câu hỏi của vị thiên thần nêu ra như sau. Đó là vì sao ở đời này rất nhiều người sợ hãi vào con đường đề cập dưới hình thức sai biệt. Con hỏi Gotama, bậc trí tuệ sáng suốt phải an trú chỗ nào khỏi sợ hãi đời sau? Thưa quý vị á, ý của vị thiên thần này muốn đề cập đó là gì? Đó là mỗi người chúng ta có một cái con đường đi, có một hành trình ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà cho dầu hành trình nào, con đường nào, hầu như ai cũng vướng vào cái tâm sợ hãi. Ai cũng có cái nỗi lo sợ riêng của mình. Có phải như vậy không thưa quý vị? Đường đời gọi là chông gai muôn vạn nẻo. Và chúng ta đều có những nỗi lo lắng sợ hãi ở trong đó. Một người không có gia đình lại sợ không có gia đình, có gia đình lại sợ khổ, rồi thậm chí không có con lại cũng sợ, mà có con cũng sợ luôn. Làm ra tiền á, không ra tiền cũng sợ, mà có ra tiền đấy thì cũng sợ nữa. Cho nên mới làm nhà băng cất giấu chứ không người ta cướp mất. Thành ra là cái gì cũng sợ hết. Và còn hầu như con đường nào cũng đỡ lại cho trong tâm chúng ta quá nhiều nỗi lo toan. Vậy thì an trú vào con đường nào để chúng ta không còn sợ hãi? Đây là vấn đề mà vị thiên thần này đặt ra và mong Đức Thế Tôn giải đáp. Phật dạy rằng hãy an trú lời nói thân nghiệp chớ làm ác. Như vậy thì an trú vào gì? Vào lời, ý, thân nghiệp chớ làm ác. Để ý rằng ba phương diện thân, miệng và ý. Bởi vì tất cả mọi cái hành vi nó đều phát khởi từ ý nghĩ, lời nói và việc làm. Động lực của nó bên trong là ý nghĩ. Biểu hiện trên miệng đó là lời nói. Còn thân hành động theo, đây gọi là thân nghiệp. Hễ nó dẫn tới sự tổn hại, nó dẫn tới sự khổ đau, nó dẫn tới nó bị chi phối bởi tham sân si và tạo ra cái sự khổ đau cho người khác để đem lợi vào phần mình. Đây gọi là gì? Đây gọi là ác hành, gọi là ba ác hành thân, ngữ và ý. Bên cạnh đó, Thế Tôn giải thích nữa rằng ở trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đều có thủ đắc một số phương tiện tồn tại. Và Thế Tôn nói rằng nếu an trú trong nhà với tài sản dồi dào, thì hãy tín tâm nhu hòa, chia tài sản hòa nhã. Tức là cái sự phân chia tài sản hòa nhã ở trong gia đình. Người cha mẹ không bao giờ không nên là vơ vét tài sản vào ở trong ngân hàng của mình để cho con cái phải chịu khổ, hoặc là gom hết tất cả cái tiền của con cái mình làm ra để cho mình cất riêng trong túi. Hoặc là một người nào đó thủ đắc nhiều phương tiện ở trong nhà mà người khác thì không có. Hoặc là bản thân mình á, được giàu sang phú quý ở giữa một xã hội nghèo nàn.
Tất cả những ý nghĩa này á, chúng ta đều nên gì? Chúng ta đều nên tín tâm nhu hòa. Tín tâm tức là có cái niềm tin bố thí, cái niềm tin vào chân lý mà cứu khổ độ sinh, cũng như là nhu hòa, không có trịch thượng ngã mạn, cho rằng mình có phương tiện hơn người khác. Rồi gì nữa? Rồi chia tài sản hòa nhã. Chia tài sản, tức là cái tài sản này nên sử dụng như thế nào cho phù hợp ở trong gia đình. Nếu như bản thân mình tự có tài sản thì cũng phải biết rằng á, nên chia làm 4 phần, một phần đầu tư, một phần ăn uống, một phần là gì? Là tích lũy, và một phần nữa là hành phước. Tức là đem bố thí cúng dường tạo phước ơn nghĩa. Một khối tài sản được chia làm 4 phần sử dụng như vậy thì người đấy càng ngày càng giàu lên. Hãy chiêm nghiệm lời dạy của Phật và phân chia tài sản như vậy, thì người đó an trú trong đời sống đó chắc chắn không có gì sợ hãi, và càng ngày tâm của họ càng an lạc. Cho nên Thế Tôn lưu ý với chúng ta, thứ nhất là thân, thứ hai, xin lỗi, thứ nhất là ý, thứ hai là lời nói, và thứ ba là việc làm của thân. Nó được thể hiện ở trong phương tiện tồn tại của chúng ta. Trong 4 phương diện này, nếu chúng ta khéo an trú, có tín tâm, có nhu hòa, có sự cẩn trọng và thanh tịnh, thì người này không có gì sợ hãi, người này có an lạc ở trong đời này và đời sau. Lời dạy của Đức Thế Tôn thật là chi lý, hy vọng chúng ta nghe được, tự nhắc mình, tự dẫn mình đi trên con đường với 4 điều không sợ hãi đó. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, qua cái lời giải thích của Thầy thì làm cho con nghĩ rằng là đây là cái lời dạy chẳng những trên cái bước đường tu tập, mà đồng thời đó là một cái cách để chúng ta sống, mà sống cho được rất là được an lạc. Và như là Đức Phật dạy là Thầy mới giải thích 3 yếu tố là thân, khẩu và ý. Cái ý, rồi cái miệng, an lạc cũng là mình, mà khổ đau cũng là mình. Rồi cái thân thì việc làm ác. Thì ý con hỏi đây là có phải đây là bài học chẳng những là dạy trên bước đường tu tập, mà đồng thời là dạy cho mình về cách sống để cho mọi người được sống được an lạc không Thầy? Vâng, đúng rồi thưa quý vị. Đức Thế Tôn gợi ý cho chúng ta như thế, thực ra cũng không phải là dạy cho chúng ta không, mà chính là dạy cho vị thiên thần này. Chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời 45 năm Thế Tôn hiện hữu ở đời, mọi tình huống đến với Ngài, Ngài dạy cho tình huống đó, Ngài dạy viên mãn cho tình huống đó. Và lời dạy của Ngài với hết thảy 8 dạng 4.000 ý nghĩa khác nhau, 8 dạng 4.000 trường hợp khác nhau, cho nên nó trở thành 8 dạng 4.000 pháp môn tu. Tức là chúng ta hãy làm cho mình được viên mãn đầy đủ ở trong 8 dạng 4.000 ý nghĩa lời dạy đó. Tất nhiên Thế Tôn không dạy chúng ta, dạy cho người đời xưa, nhưng qua đó chúng ta cũng có thể học được gì. Đây gọi là tinh thần luận cổ suy kim, tự mình có thể khéo léo vận dụng ở trong đời sống của mình. Đó là người biết thọ trì Phật Pháp. Như vậy thì quý vị nhé, lời dạy của Phật như thế, chúng ta cứ thế, chúng ta làm theo. Và chúng ta làm theo như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu sự giải thoát. Đó là cái ý chính ở trong nội dung này. Dạ, cảm ơn các vị. Vậy là Phật, cho chúng con kính Thầy. Vậy là Phật, kính bạch Thầy, kế tiếp mấy con nói rằng là với tài sản dồi dào, hãy tín tâm nhu hòa, chia tài sản hòa nhã, an chú 4 pháp này. Đây có phải nó là một thông điệp là chúng ta nên rộng lượng, bố thí và tập bớt đi cái tâm bỏng sẻn thì đời sống chúng ta luôn luôn được an lạc không Thầy? Kính thưa quý vị, điều này nói dễ làm khó. Yeah. Tại vì sao? Bởi vì con người chúng ta ai cũng nỗ lực đi tìm kiếm một cái phương tiện sinh tồn và thu đắc nhiều tài sản. Đây là cái tâm lý chung của một kiếp sống tồn tại. Thành ra ở đây chúng ta thấy là hãy tín tâm nhu hòa, thì cái niềm tin chân chính vào Tứ Thánh Đế, nhắc tới điều đó là quan trọng. Tin như thế nào? Tin sinh già bệnh chết là khổ. Có ai nói rằng sinh già bệnh chết không khổ hay không? Bệnh mà nói rằng là nó vui lắm thì người này á, tâm quá điên đảo rồi. Thành ra chúng ta hiểu rằng á, là sinh già bệnh chết là những khổ đau, nguyên nhân của nó từ ái nhiễm, niết bàn diệt tận khổ đau, và bát thánh đạo con đường chấm dứt vĩnh viễn khổ đau. Như vậy thì
Những cái điều như vậy chúng ta có tín tâm, chúng ta nhu hòa trong đó, nhu nhuyễn và thuận hòa ở trong chân lý đó và sống trong chân lý đó, chứ không có chống trái với chân lý đó, không có khởi cái tà kiến điên đảo và biện giải nghịch lại với chân lý của lời, không có như lý tác ý, mà ngược lại là gì, là gọi là tà kiến, hay là phi chân lý, hay là phi như lý tác ý. Rồi chia tài sản hòa nhã. Ở đây nói xin lỗi, chúng ta thấy bản thân thầy Quyền Châu này gặp quá nhiều. Cha mới có chết, mẹ mới có chết, con cái sống nhau chia tài sản. Chúng ta không nói rằng ở trong Phật giáo, mà hầu như thời gian này những trường hợp này là bàn bạc khắp mọi nơi. Cha mẹ mới có chôn, chưa có ấm mộ, chưa có lạnh mộ nữa, chưa lạnh mộ, mới có vừa chôn, thậm chí chưa chôn nữa, mới có chết, cha mẹ cái xác cứng còn nằm đó, mà con cái bắt đầu là nó bất cỡ, coi như là tranh chấp từng cái việc là chôn như thế này, chôn như thế kia. Tại sao phải chôn như vậy? Bởi vì chôn như vậy là đi theo nghe lời cái ông thầy tướng số nói rằng á, chôn cái đầu cha mình xây về hướng Tây, cho nên thằng con thứ bảy nó làm ăn được. Còn nếu như mà xây về hướng Đông á, thì thằng con thứ sáu nó mạt. Thành ra hai anh em á, bắt đầu á, là cự nhau, rồi đủ thứ chuyện xảy ra, tà kiến. Nó dẫn tới bao nhiêu thứ như vậy, tranh chấp. Rồi ai là người kế thừa tài sản, và sự phân chia như thế nào. Ở trong cuộc sống này phức tạp vô cùng thưa quý vị. Làm sao để giữ được lấy công bằng? Cho nên ở đây chúng ta thấy Thế Tôn nói chẳng sai chút nào. Tức là nếu như chúng ta chia sẻ tài sản một cách hòa nhã, thì chắc chắn rằng là mọi người đều an vui. Và đó chính là gì? Đó là đời sống không có gì đáng để mà chúng ta phải lo sợ về sau. Hãy an trú như vậy, học theo giáo pháp như vậy, là chúng ta thành tựu đúng chân lý Đức Phật muốn nói. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. Dạ, Đạo Phật, dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy. Dạ, kính bạch Thầy, thường thường á, là con nghe nói là chúng ta sống trong kho tàng giáo pháp của Như Lai. Chúng ta thừa hưởng được kho tàng giáo pháp của Như Lai. Thì khi mà nói tới mấy cái này thì có khi nào con tự suy diễn thôi. Ý có phải chia tài sản đây là giáo pháp của Như Lai, và nếu mà chúng ta cùng nhau mà chia sẻ, cùng nhau học hỏi thì đời sống được an lạc không? Con chỉ suy luận như vậy thôi. Cái này thưa quý vị là thầy không có nghĩ như vậy. Yeah. Thầy không có nghĩ, thầy không nghĩ rằng là cái gia tài của Như Lai mà nó chia ra được. Tại vì pháp của Phật là pháp giải thoát. Ai nếm được cái pháp giải thoát thì người đó hướng được cái pháp vị giải thoát. Yeah. Còn tâm mà không nếm được, giống như cái vá trong nồi canh, thì cho dầu có nghe mãi, nói mãi, nó cũng y chang như vậy, không có tiến bộ gì. Ở đây thầy không nghĩ rằng là chúng ta suy diễn xa với cái lời lẽ ở trong kinh điển ghi lại như vậy. Tại vì chúng ta suy diễn xa quá, nó thành ra là một cái tư duy khập khiễng. Chúng ta chỉ có an trú vào, bám vào từng câu từng chữ. Ở đây Thế Tôn nói là với tài sản dồi dào, hãy tín tâm nhu hòa. Cái tín tâm mình mới bố thí cúng dường. Nhu hòa mình mới biết được là kính trọng chia sẻ với người khác những cái tài sản mà mình đang có được. Cũng như là gì? Chia tài sản hòa nhã. Cái chữ này rất là rõ ràng. Và cái câu đầu tiên mà nói là nếu an trú ở trong nhà, nếu là ở trong nhà của mình, trong gia đình của mình, Thế Tôn dạy cái phép ứng xử như vậy. Với thân miệng ý thanh tịnh và ứng xử một cách đầy đủ cái sự trong sáng tâm tư như vậy, thì tất nhiên người này không có gì mà lo sợ. Họ sống an vui mà họ chết họ mỉm cười, không có gì phải trăn trở hay hối hận cả. Như vậy thì đó chính là chân lý mà chúng ta nên thọ trì. Dạ, cảm ơn các vị. Dạ, là Phật. Dạ, chúng con kính ơn Thầy. Dạ, Phật, dạ, kính thưa quý vị. Nhiều khi làm những việc Phật sự với Thầy, ngồi kế bên Thầy như vậy đó, có nhiều lần Nhật Tường thưa với quý vị, Nhật Tường học được nhiều cách, nhất là cái sự khoan thai của Thầy, cái sự mà lúc nào Thầy cũng nhẹ nhàng hết. Kể cả nhiều khi Nhật Tường đưa những câu hỏi mà nó không đâu đó hết, Thầy đón nhận đó, và Thầy cũng từ từ hướng dẫn cái tư tưởng, Thầy vẫn kiên nhẫn mà dạy cho Nhật Tường. Đó là bài học rất quý là thân giáo, cho nên Nhật Tường muốn chia sẻ đến với quý vị như vậy là thôi. Dạ, là Phật. Dạ, kính bạch Thầy, giờ đây con thỉnh Thầy cho chúng con cái thông điệp trước khi bước sang cái chủ đề kế tiếp là không già. Dạ, kính thưa quý vị, ở trong thông điệp đại ý của đoạn kinh vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chúng ta an trú ở trong hạnh phúc với bốn cái nội dung mà chúng ta cần phải để ý. Phát khởi đầu tiên là những suy nghĩ của chúng ta, hãy cố gắng là thanh lọc tâm ý của mình bằng cái hoàn cảnh, bằng sự nhận thức nào đó. Thứ hai, cẩn thận lời nói.
hỡi là nói mà nó rơi vào bốn trạng thái, đó là nói dối, nói xa, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt và nói lời thô ác. Những cái loại lời nói này á, nó chỉ gây đến tổn thương cho người khác và tạo ra sự bất an mà thôi. Và hở mà chúng ta tạo ra sự tổn thương cho người thì cái nhân đó trước sau gì mình cũng phải là người đón lấy. Rồi bên cạnh đó, đối với tài sản gia đình, chẳng hạn như vậy, thân miệng là cái lời nói, và tới thứ ba là gì, là cái thân, tức là cái hành động của chúng ta có rơi vào những trường hợp như là ác nghiệp, là sát sinh, là trộm cướp, là tà dâm hay không. Và cuối cùng là cái hoàn cảnh chúng ta đang sinh tồn, chúng ta có thủ đắc được một số tài sản, phương tiện tồn tại, thì chúng ta biết xử sự nó như thế nào ở trong chánh pháp và sử dụng cho nó một cách chân chính, là chúng ta sẽ có cái phước báo lâu dài, tâm chúng ta không có gì đáng đỡ mà phiền muộn hết cả. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật. Dạ, cái bạch thầy, cái chủ đề cái thuyết con thấy cũng hơi dài. Trong lúc trước khi thầy bước sang, con nghĩ mình không đủ thời gian đi thầy giảng hết. Thầy cho con gửi một hai câu hỏi mà con đã nhận được rồi trước khi nhờ thầy. A Di Đà Phật, thì câu hỏi này thì con nhận được, thì chà, cái câu hỏi này cũng kinh Duy Ma Cật nha. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, tại sao 25 vị Bồ Tát trong kinh Duy Ma Cật hỏi ông Duy Ma Cật tu như thế nào để chứng được phương pháp bát nhị và ông ta không chịu trả lời? À, kính thưa quý vị, các vị hỏi 25 nhưng mà theo thầy biết là 32. Chứ không phải là 25. 32 cái pháp giác ngộ, 32 cái pháp được trình bày với hiện tướng. Và cuối cùng là cái pháp yên tĩnh, nó mới biểu hiện tất cả chân lý của các pháp kia. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là chư đại Bồ Tát ở trong Duy Ma Cật sở thuyết với Bồ Tát, với Duy Ma Cật, hai mặt của một vấn đề. Ở trong cái tĩnh lặng, nó biểu hiện ra cái hiện tướng vô biên. Ở trong hiện tướng vô biên, nó biểu hiện bên trong đó cái đặc thù tĩnh lặng tuyệt đối. Cho nên sự yên lặng của gì, của Duy Ma Cật, nó biểu hiện đầy đủ chân lý. Nhưng nếu như chân lý mà chỉ có yên lặng thôi thì ai có thể nhận thức được. Thành ra bằng những câu hỏi của các vị và giải pháp của các vị đưa ra là chân lý được khai thị bằng hiện tướng để chúng ta nhận thức. Cho nên chúng ta không có nên chia ra thành hai được. Tại vì bây giờ nếu như một bàn tay thầy Huyền Châu đưa lên mà các vị nói rằng là mặt này là bàn tay thầy Huyền Châu và mặt này không phải, như vậy thì làm sao ra một bàn tay được? Thành bàn tay nó phải được biểu hiện bằng hai mặt. Cái ý này là cái ý chính. Do vậy cho nên Duy Ma Cật yên lặng. Nếu như Duy Ma Cật còn nói một lời nữa thì nó nằm ở trong cái pháp tướng điên đảo và giáo pháp sẽ không được minh thị tuyệt đối. Để giải thích và để cho chúng ta vượt thoát tất cả mọi chấp trước, cho nên Thế Tôn tuyên bố ở trong đêm Niết Bàn rằng 49 năm thuyết pháp độ sinh, Nam truyền cho rằng 45 năm thuyết pháp độ sinh. Thế Tôn nói ta chưa từng nói một lời. Lúc nhỏ chúng tôi kinh ngạc vô cùng. Tại sao một người nói vô số lời lẽ, kinh điển tới tam tạng đập mạch mối, mà tự nhiên nói ta không nói lời nào, sao lời nói có vẻ nó chống nghịch với nhau. Như vậy thì ai mở miệng, ai mở ra âm thanh và ai ghi chép xuống. Chúng ta sẽ có cách phản biện theo cái trenic như vậy. Nhưng ở trong tư tưởng giải thoát thì chúng ta hãy nhìn xem. Nếu như mà chúng ta còn dính mắc ở trong lời nói của Đức Phật thì cũng giống như người đang dính trên chiếc thuyền làm sao bước lên bờ bên kia. Trong khi Ngài chỉ cho chúng ta đến bờ bên kia là điều tối thượng. Chúng ta muốn đi vào ở trong tự do, hoặc là tự do vô tận vô biên như là hư không, mà chúng ta còn đứng chân ở trên đỉnh núi thì làm sao gọi là tự do? Thành ra đây chính là gì? Là vượt thoát tất cả mọi điều chấp trước và phải phủi bỏ nó hết thấy ở trong tâm chúng ta, thì tâm chúng ta nó mới đạt được sự giải thoát tối thượng. Thành ra chân lý Thế Tôn nói như vậy và Duy Ma Cật biểu hiện như vậy, đó cũng là cái lẽ thường tình. Hãy hiểu theo tinh thần như vậy mới đúng nghĩa đoạn kinh vừa rồi. Dạ, cảm ơn các vị. Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính bạn thầy. Di Đà Phật. Dạ,
Nhật Tường xin thưa với một quý vị gọi và đã gửi cho Nhật Tường những câu hỏi đó, thì Nhật Tường đã hỏi xong. Hy vọng câu hỏi của thầy, câu trả lời của thầy vừa rồi là một phần nào sẽ là câu trả lời mà quý vị bấy lâu nay ấp ủ. A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy, cái chủ đề kế tiếp là chủ đề không già. Con nghĩ đó, ai cũng sợ già, chứ mà khi mình nói tới không già thì nhiều người sẽ rất là tò mò là thế nào để không già. Cho nên con thỉnh thầy khoan hãy nói để đó, để trong hỏi con nói câu này trước thầy. A Di Đà Phật, cái câu hỏi này là thường thường con đi sám hối, cái câu cuối cùng là Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Con vẫn không hiểu cái câu Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là gì, kính bạch thầy. Thưa quý vị, pháp giới tạng thân này là chỉ cho cái pháp thân trùm khắp pháp giới của tất cả chúng ta. Thành ra ở trong cái câu này á, mình diễn đạt cách này cách kia nó không đủ được, mà cuối cùng nó là gì? Nó là tổng thể, nó như là một trạng thái pháp thân trùm khắp pháp giới. Cho nên gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là vốn là gì? Là tự tánh thanh tịnh của tất cả mọi chúng sinh. Cho nên trở về với tự tánh thanh tịnh, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, với biểu thị của gì? Của Đức Phật quá khứ A Di Đà. Thì đó chính là gì? Đó là trở về với chân lý tuyệt đối theo tinh thần của Tịnh Độ Tông. Còn chúng ta hiểu trong phương diện khác thì chúng ta hiểu rằng đây là cái pháp thân thường trú bất diệt của tất cả chúng ta. Hãy hiểu như vậy là hiểu đúng theo ý nghĩa của đoạn kinh đó. Đây chính là nghi thức sám hối. Và trong nghi thức này các ngài giải thích nhiều cái cách khác nhau để cho chúng ta lãnh hội. Và tùy mỗi cái tông phái, tùy vào một cái trường hợp mà người ta giải thích. Nhưng vừa rồi là lời giải thích theo lịch đại tổ sư truyền bá, thì chúng tôi cũng gọi là đúc kết và góp nhặt các đá vậy thôi để mà chia sẻ với đại chúng. Tất nhiên các vị có những cách nào hay hơn thì các vị cứ sử dụng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy. Cái câu kế tiếp này con nói, thường thường có hỏi ra anh Nhật Tường mượn thầy nói người ta ha. Cái câu hỏi này con chỉ thấy ha, thì con hỏi thôi. Con thỉnh ở nơi tịnh khẩu của thầy. Thường thường thì cũng như quý Phật tử về chùa, tại vì hồi nãy khi thầy nói tinh tấn về chùa, nhưng mà cũng phải nghĩ cho kỹ tinh tấn như thế nào. Thì khi về chùa mà mình làm công quả, mình thích làm cái đó mà mình thấy người khác làm công việc đó của mình rồi, tự nhiên mình khởi cái tâm lên thấy là hơi đố kỵ. Và cái thứ hai nữa, khi về chùa chưa lại Phật hay chưa, ngóng trong bếp hôm nay bếp có gì không, có gì lạ không, thì những cái tâm đó, những cái tư tưởng đó, con thỉnh nơi thầy, cũng giống như đây là bài học để cho hàng Phật tử chúng con tu học theo. A Di Đà Phật. Cái này thì anh Nhật Tường mới hỏi ra thì có lẽ rằng mọi người cũng biết cái lời giải đáp là nên làm cái gì, không nên làm cái gì rồi. Sự thật mà nói là như vậy. Bởi vì đôi khi chúng tôi thấy cứ ngồi mỉm cười với mình, nói sao Phật tử lớn hết mà y như là trẻ nít vậy đó. Có những cái xử sự thật là trẻ nít. Các vị làm ông, làm bà, làm người lớn, các vị có thể dạy dỗ người khác những cái phép ứng xử cao thượng, tốt đẹp. Các vị thừa sức làm điều này. Nếu như con cái mình ở trong nhà nó phạm lỗi gì, mình có thể gọi nó lên, mình ngồi, mình phân tích, mình chỉ dạy nó một cách rõ ràng. Những điều như vậy là các vị hoàn toàn làm được hết. Nhưng chẳng hiểu vì sao các vị lại thể hiện những cái lỗi đó ở trong chùa. Kỳ lạ ha. Đó là gì? Đó là cái điều mà chúng ta tự xét lấy. Thầy Quyền Châu thì thực sự không dám nói gì nhiều hơn. Tại vì nói quá nhiều, gọi là gáo trai dài cán á, nó khiến cho các vị mệt mỏi. Nhưng hàng ngày chúng tôi thấy rõ là y như trẻ nít. Trẻ nít nó mệt tới mức mà không muốn nói nữa. Thành ra chúng ta hiểu rằng là chúng ta tự mình hãy kiêm thúc thân miệng ý. Thấy rằng điều gì nên nói, điều gì nên làm. Đừng có thể hiện theo cái thói quen thường tình nữa. Mà phải biết rằng chúng ta đang hiện diện ở trong một tập thể với nhiều cái độ tuổi, cái lối sinh hoạt khác biệt. Và nó sẽ có những cái ứng xử vô tình tạo ra khó chịu và phiền não cho người khác. Như vậy, vô tình phước mình lại không có, mà là gieo rất cái họa cho mình. Đó là điều rất đáng tiếc. Hy vọng chúng ta hiểu điều này để chúng ta cố gắng giữ gìn. Chúng tôi, những người tu, ráng giữ một cái chùa giống như là giữ một cái đại gia đình. Rất là phức tạp. Hy vọng các vị nghe câu hỏi Nhật Tường cũng như là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy tự mình
giác ngộ và tự mình bước ra khỏi những lầm lỗi đó, tức là chúng ta đang xây dựng cho mình một đời sống thanh tịnh. Cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ đây chương trình cũng đã hết giờ, chúng con xin thầy có đôi lời trước khi chúng ta đúc kết chương trình. Dạ, kính thưa quý vị, trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp là một cái diễn đàn tạo cơ duyên cho tất cả chúng ta đặt câu hỏi và chia sẻ những tâm tư. Chúng ta thấy đó, kinh Tương Ưng Bộ này mặc dầu là kinh nhưng mà các vị thiên thần đặt ra câu hỏi và Thế Tôn trả lời. Ở đây cũng như thế, chúng tôi mong rằng trong đời sống sinh hoạt tu tập, nếu các vị có điều chướng ngại nào, cứ mạnh dạn đặt lên, gọi thẳng vào đài và đặt lên, đừng có thụ động nữa. Các vị hãy cố gắng sử dụng cái thời gian này thật quý báu, đừng có thụ động. Chúng tôi mong rằng là chúng ta nhận thức một điều, cuộc đời thật là mong manh, một ngày đêm tải đau lợi, cõi này trải qua 100 năm. Hôm nay chúng ta được cái phước báo, thức tâm mình đang nương gá lên hình hài bốn đại ngũ uẩn này. Chúng ta hãy trân trọng sử dụng nó cho thật ý nghĩa, đừng để cho tâm mình chìm đắm ở trong buồn giận thật là vô ích. Và cuộc sống trôi qua rất nhanh, ba cõi mười phương, không biết bao giờ chúng ta có cơ hội gặp lại. Thậm chí gặp lại để kinh nhau, để đánh nhau đi nữa, cũng chưa chắc gì chúng ta có cơ hội. Giờ cho nên hôm nay chúng ta hãy trân trọng những giây phút trong hiện tại này và nỗ lực tu tập, làm cho nó thật có ý nghĩa cao đẹp, để chúng ta rời khỏi thế giới này ở trên môi nở một nụ cười với tất cả mọi người nhẹ nhàng thanh thản. Đây cũng là điều mà chúng tôi mong rằng chúng ta nên sử dụng cái chương trình Vấn Đáp Phật Pháp này thật là ý nghĩa. Cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân thầy đã hướng dẫn tâm niệm chúng con đi trên bước đường tu tập. Chúng con nguyện lúc nào cũng cố gắng thực tập. A Di Đà Phật. Nhật Tường cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và Nhật Tường kính chúc quý vị luôn luôn đời sống an lạc và tinh tấn tu tập nhiều hơn. Và kính hẹn quý vị thứ năm tuần sau lúc 8 giờ cũng đài này 57.15. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật.